Thể thao, Tây Ban Nha thi đấu thất vọng tại vòng bảng World Cup 2023. Tây Ban Nha là một trong những đội bóng được đánh giá mạnh nhất ở bảng C của World Cup 2023, và họ được coi là một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch. Với đội hình có nhiều cầu thủ chất lượng, đặc biệt là những cầu thủ có kinh nghiệm và tài năng, La Roja, biệt danh của đội tuyển nữ Tây Ban Nha, đã kỳ vọng sẽ có màn trình diễn ấn tượng trong vòng bảng của giải đấu. Tuy nhiên, mọi thứ đã trở lại mặt đất một cách thất vọng khi đội bóng này nhận thất bại đậm đà 0-4 trước đội tuyển nữ Nhật Bản trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Chiến thắng áp đảo của đội tuyển nữ Nhật Bản đã khiến đoàn quân do huấn luyện viên Jorge Vaya dẫn dắt bắt ngôi đầu bảng C vào tay của đối thủ. Trước trận đấu quyết định với đội tuyển nữ Thụy Sĩ, tâm lý của các cầu thủ Tây Ban Nha đã chịu một số áp lực và trạng thái không tốt. Tuy nhiên, huấn luyện viên Vaya hy vọng rằng toàn đội có thể nhanh chóng vượt qua thất bại này và tập trung vào trận đấu tiếp theo để cải thiện hiệu suất và khả năng phản công của đội bóng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jorge Vaya đã tổ chức buổi họp với toàn bộ ban huấn luyện và tuyển thủ để phân tích chi tiết trận đấu với đội tuyển Nhật Bản. Ông thừa nhận rằng ông và cả đội vẫn đang cảm nhận sự bàng hoàng và thất vọng sau thất bại này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng những trận thua như vậy là cần thiết trong quá trình phát triển và học hỏi. Huấn luyện viên Vaya đã tiến hành phân tích kỹ lưỡng mọi khía cạnh của trận đấu, từ lối chơi tập thể, màn trình diễn cá nhân của các cầu thủ đến hành vi và cấu trúc phòng thủ. Ông dành sự quan tâm đặc biệt cho việc cải thiện khả năng phản công và sẵn sàng trong tình huống phòng thủ. Tâm huyết và đam mê trong việc phục vụ đội bóng của những cầu thủ Tây Ban Nha không thể phủ nhận. Dù là cắt tóc miễn phí cho người dân hay chơi bóng đá quốc tế, họ luôn xem khách hàng và đồng đội như những thượng đế và phục vụ một cách tận tình. Mỗi cầu thủ đều thể hiện tinh thần thoải mái, vui vẻ và cống hiến hết mình để phục vụ. Điều này cho thấy tình yêu và niềm đam mê của họ đối với môn thể thao và đội bóng quốc gia. Thất bại trước Nhật Bản đã để lại dấu ấn sâu sắc đối với toàn đội, nhưng nó cũng là bài học quý giá để đội tuyển Tây Ban Nha tiến bước và trưởng thành trong những giải đấu sắp tới.